Phước. Phước nghe. Dạ, hôm nay em làm việc xong rồi đó, anh thanh toán tiền lương giúp em nha. Gì? Nói gì nghe không rõ. Dạ, thanh toán lương á anh. Trời ơi, cô nghĩ làm sao mà cô mở lời với tôi câu đó hả? Em làm việc thì trễ nải, lau chùi thì chỗ sạch chỗ dơ, tối ngày lên lướt Facebook, chát chít rồi dẫn trai vô nhà anh đòi lương hả? Lương cái gì? Tôi nói cho cô biết, tôi chưa lên fanpage của cô tôi chấm một sao á là may phước cho cô lắm rồi. Ở đó là đòi tiền. Mai, ta lớn tiếng quá kìa. Đòi lên đánh một sao rồi dần sao? Tùy anh. Ê, bạn gái tôi cho phép tùy anh rồi. Bây giờ sao? Nè he, nè he. Con trai với con trai là không đánh nhau he. Gì? Con trai hả? Đó, nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi. Nè, bạn trai cô nắm tay tôi nè. Thấy không? Mạnh. Con trai hả? Con trai mà vậy đó hả? Bây giờ sao? Anh ơi, thả em ra anh ơi. Anh làm gì vậy? Im! Lên cái gì mà la? Anh đừng làm gì mà anh động nha. Anh ơi, thả em ra đi. Im! Anh lạng quạng là đi tù đó. Anh làm gì ổng vậy? Giải quyết xong rồi. Có làm gì đâu, rất nhẹ nhàng. Nhốt vô toilet, đóng cửa lại. Sao anh thả người ta ra đi? Thả làm chi, nhốt ổng chổng tí thả. Vậy ổng mới sợ lận. Thiệt luôn á, ba cái dạng như vậy nè, anh thích lắm. Phải hành hạ vậy mới tởn, hiểu không? Về, nhìn gì nữa? Về dắt đi ăn. Điên hả? Về rồi lỗ rồi sao? Lỗ cái gì lỗ, bao nhiêu tiền em làm ở đây là anh trả được chưa? Coi như là xí bùm bùm, cúng cô hồn. Đi. Anh bị điên hả? Em không có làm không công đâu. Em đã có bằng chứng ổng bóc lột sức lao động của em. Em phải kiện ổng. Mệt ghê luôn á, ba cái chuyện nhỏ xíu như vậy nè. Kiện cáo làm gì không biết. Anh nói rồi, nhốt ổng ở chổng vậy là ổng đủ sợ rồi, hiểu không? Còn em nữa, anh nói bao nhiêu lần rồi kêu nghỉ công việc này đi. Làm chi thấy cực khổ không? Gặp ông chủ nào á tốt, có tâm thì còn mừng. Bây giờ gặp mấy chủ tào lao vậy á, mệt mỏi không? Anh đừng có suy nghĩ tiêu cực vậy. Nhờ cái sự cố này á, em mới có một ý tưởng mới. Ý tưởng gì? Em sẽ tái đầu tư công ty Ocean Quốc Dân hiện đại hơn, không cần dùng sức lao động nữa. Làm sao? Từ từ rồi anh sẽ biết. Thả em ra, trời ơi, thả ra đi. Từ từ tôi thả. Thả người ta ra đi. Mai. Rồi. Mai bị cái gì em? Mai. Đừng có lắc nữa, trông mặt quá. Ủa, Tường Cà hả? Tưởng bà học máu không á? Làm gì mới dơ dữ vậy? Qua làm cả đêm mệt quá à. Ăn xíu Tường Cà, đổ quên dọn. Thôi lấy cái gì chùi đi, dơ quá trời. Tôi nói rồi, xong kiếm người phụ bà kế hoạch đi, không chịu. Tôi có kế hoạch rồi. Kế hoạch gì? Chị ơi, giao hàng chị ơi. Vô đi đi anh ơi. Trời ơi, anh có phải là anh Quang Tuấn đóng phim Ba Có Phải Căng Tơ không? Dạ không phải chị ơi, em giao hàng. Ủa sao mặc đồ giống dữ vậy trời? Gì vậy? Trong phim Quang Tuấn anh mặc đồ y chang vậy nè. Ta giao hàng mà Quang Tuấn gì đây? Không phải à? Dạ không. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Trời, công nhận bộ đồ giống thiệt luôn á. Nè, kế hoạch của tụi mình đó. Ý, ba vụ cơm nước hay đồ ăn thì tôi nghĩ bà phải liên hệ với anh Thiện mới hợp lý hơn chứ. Không cần phiền tới anh Thiện đâu, tụi nó cứu tụi mình được rồi. Thôi quá, hết hẹn ở nhà, giờ tự nhiên hẹn qua công ty. Mệt muốn chết luôn à. Tôi cấm bà mệt, khách hàng là thượng đế. Trời, nhưng mà tôi mệt bà phải cho tôi thở chứ. Cấm bà thở luôn, bà thở người ta biết mình mệt rồi sao? Ba có biết từ nãy giờ tôi nín lắm không? Tôi mắc vệ sinh muốn chết luôn à. Cấm bà mắc, về công ty giờ muốn làm gì làm. Sao lạ quá vậy? Ủa, hai đứa tới rồi hả? Dạ em chào chị. Chị xin lỗi nha, bữa nay chị làm qua giờ đó nên hẹn hai đứa tới công ty chị luôn. Mà nghe nói bên em đang có khuyến mãi giảm giá gì hả? Dạ đúng rồi, đó là chương trình của tụi em hỗ trợ khách hàng sau dịch đó chị. Đó là chương trình đi chợ giùm.
Trời ơi, thôi chị thuê giúp việc thôi chứ đi chợ giùm chị không có trả nổi đâu em. Không có chị, cái này là tụi em miễn phí hết á. Trước khi tụi em tới làm thì tụi em sẽ mua đồ theo ý của chị rồi tụi em giao tới cho chị. Dạ. Nhưng mà chị không có ăn ba cái thức ăn không có rõ nguồn gốc đâu em ơi. Chị yên tâm, bên tụi em mua hàng là có giấy chứng nhận thực phẩm sạch nè chị. Với lại tụi em cũng sẽ đưa bill cho chị hàng ngày mà. Giấy chứng nhận nè chị. An toàn thực phẩm lắm á chị. Ủa, vậy là miễn phí công hả? Dạ, đây là túi thực phẩm bên em tặng chị. Coi như là cảm ơn chị đã ký hợp đồng với công ty tụi em. Dạ. Mà sao bên em nghĩ ra cái chiêu này hay vậy? Chị hồi trước cũng biết mấy chỗ giảm giá, nhưng mà làm ăn ẩu tả lắm em, chị đau đầu lắm. À, thôi chị phải lên làm rồi, nhưng mà chị có mấy bà bạn á cũng đang có nhu cầu tìm giúp việc theo giờ, để chị liên hệ rồi cái alo em nha. Yên tâm nha. Dạ, cảm ơn chị. Nhớ ủng hộ tụi em nha chị. Ê, dạo này ăn gì mập vậy? Có duyên quá hả? Giỡn á, ăn gì thông minh dữ vậy bà. Trời ơi, tôi mà. Mà bây giờ mình phải đợi phản ứng khách hàng sao đã. Với lại tỷ lệ đặt đơn nữa. Thôi kệ, không sao. Ngủ lên. Ừ. Đi, đi về, đi về cho bà đi. Hôm nay vui quá. Chụp hình một tấm làm kỷ niệm đi. Dạ. Ừ. Vô. Vô nè, vô nè. Chúc mừng công ty thắng lớn nha. 2, 3. Ăn đi, ăn đi mọi người. Ăn đi, ăn đi, ăn đi em. Ăn đi. Trời ơi. Trời ơi, công nhận em ngưỡng mộ tụi chị thật đó. Không biết bao giờ tụi em mới được trở thành ô xin chuyên nghiệp như tụi chị. Trời ơi em ơi, ước gì không ước. Ước làm ô xin cưng. Cô nói gì kỳ vậy Yến? Nè, đây là công việc tụi mình đang làm, mình phải tự hào chứ. Giống như tôi nè, thiết kế thời trang, cái bà rủ tôi ha làm ô xin, tôi cũng qua tôi làm đó thôi. Đáng lẽ là bà phải khuyến khích các em, chứ tại sao đi chê cái nghề nghiệp của mình? Không phải chê, mà là sợ mấy đứa nhỏ nó còn trẻ, nó cực thôi. Có gì đâu căng trời. Ừ, có gì đâu căng. Thôi ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Dạ. Ăn đi. Nói gì thì nói, kỳ này công bà Mai là lớn nhất đó nha. Tại nghĩ ra được kế hoạch đi chợ giùm khách hàng. Đó, nhờ vậy nha. Bây giờ khách hàng quá trời luôn. Ngày hôm nay nha, là tôi phải bỏ bớt đó, hủy bớt khách hàng chứ thôi là không đủ xin phục vụ luôn mà. À mà chị, em thấy công ty lịch của em bây giờ trống quá. Mà em thấy bên ô xin thứ thiết đang tuyển dụng, hay là em vừa làm bên kia, vừa làm bên này được không chị? Bên đó là đối thủ của mình đó. Em nghĩ mình có nên làm không em? Dạ không ạ. Thôi giờ vậy nè, bây giờ lịch trống đúng không? Chị sẽ tăng giờ làm thêm cho em. Rồi cái thời gian mà ví dụ em còn rảnh á, chị sẽ cho em đi mua đồ giùm cho khách hàng. Rồi rảnh rảnh mình đi giao hàng giùm luôn. Vậy là không còn trống nữa ha. Dạ. Cảm ơn chị. Mà hình như cũng tới giờ hai đứa đi làm rồi phải không? Đây nè, tại đây chị đưa địa chỉ, hai đứa đi làm luôn đi. Thôi tranh thủ đi, hơi trễ. Địa chỉ với lại số điện thoại nhà của khách hàng nè. Dạ, vậy tụi em vô chuẩn bị đi luôn nha. Thôi đi đi, không thôi trễ. Dạ, tụi em đi ạ. Ráng làm tốt nha. Dạ. Ê, nghe nè. Tôi thấy bà làm cái kế hoạch này á là có lợi cho khách hàng, nhưng mà thấy cực cho nhân viên lắm á nha. Sợ không có người làm nổi đó. Cái bà lo tôi đã lo hết trơn rồi. Đây là hợp đồng với công ty thực phẩm sạch. Họ sẽ định mức số đơn hàng bên mình mà trích hoa hồng. Càng nhiều đơn thì chiết khấu sẽ càng cao. Và bà sẽ lấy cái phần trăm đó trả thêm cho nhân viên đúng không? Chính xác. Chà, thông minh. Cái chuyến này là công ty ô xin thứ thiệt là sách dép chạy theo bà sao kịp. Ê, mà cái này là bí mật nội bộ đó nha. Là cần câu cơm của tụi mình đó. Bên kia mà biết là tụi mình mệt mỏi. Lo cái gì? Trời ơi, cái bà Jennifer gì gì đó hả? Không có làm được ba cái chiêu trò này đâu. Toàn làm ba cái thứ tào lao thôi à. Nè, làm ơn bớt vô tư, bớt chủ quan giùm cái. Người ta không phải đơn giản như bà nghĩ đâu. Nè, bây giờ mở công ty ô xin ở gần mình, chưa hết hôm bữa nè, thấy không? Vô đây ăn cắp dữ liệu của mình nữa. Thì bà nghĩ coi có lo không? Trời ơi, tiện lôi ba cái chuyện nó lại làm gì? Hôm nay đang vui mà, tự nhiên kéo múa tinh thần của mọi người xuống à. Đúng rồi đó, tôi ủng hộ bà Yến đó. Đang vui thì cứ vui đi. Đằng nào tụi mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Vô đi. Vui. Vô.
chị ơi, chị đã ký hợp đồng với bên em sao mà chị hủy ngang vậy được? Tụi em thậm chí còn không lấy tiền đặt cọc của chị mà. Ủa, cái phần trăm mà bên công ty thực phẩm cho tụi em chỉ là... Chị ơi, chị ơi, chị ơi, khách hàng là hủy hợp đồng nữa hả? Chứ gì nữa. Nhỏ tới lớn giờ mới biết cái gì gọi là nhanh như chớp mắt á. Mới hôm qua quá trời việc làm, nay không còn gì để làm. Mai nè, công ty Oxin Thứ Thiệt chuyển thẳng phần tiền chiết khấu của công ty thực phẩm cho khách hàng. Là sao? Thôi coi coi, sao lại có cái kế hoạch này? Nói vậy là công ty bên đó ăn cắp trắng trợn cái chiến lược kinh doanh của mình luôn. Sao Mai? Sao cái gì? Kiện chứ làm sao? Bây giờ nè, ba đứa mình qua bên đó nói chuyện rõ ràng đi. Ủa? Duyên hả? Mình có đăng ký bản quyền đâu mà đi kiện người ta. Vậy chứ giờ bà tính sao? Không lẽ hết cách trị mấy người đó? Thôi tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ. Gì vậy? Mai. Mai! Mai đang nói chuyện. Quỳnh. À, tôi có chuyện này muốn nói mà sợ Mai nó buồn. Trời, bây giờ có chuyện gì bà cứ nói ra đi, phải tìm cách giải quyết được chứ. Vụ gì? Hôm qua tôi đi chơi, tôi thấy ông Trí đi với đứa nào đó, hình như là nhân viên công ty bên Oxin Thứ Thiệt á. Ý bà làm sao? Bà nghĩ gì? Ý bà muốn nói là anh Trí là người đâm sau lưng Mai hả? Tôi không có tin nha. Thôi bây giờ vậy nè, trước mắt á, bà đừng có nói chuyện này với Mai. Rồi tìm cách an ủi bà Mai. Còn này mình tính sao? Nha.